Nhưng nhiều khi em trách Quỳnh Anh nhiều cái, tại sao không có thể dũng cảm, mạnh mẽ một lần cùng với em để bảo vệ gia đình này. Khi sau khi cái việc em cầu hôn Quỳnh Anh thì em đã rất là nhiều lần gọi điện thoại và thuyết phục ba mẹ Quỳnh Anh rất là nhiều lần. Và ba Quỳnh Anh vẫn giữ khư khư một quan điểm là không chấp nhận. Tới bây giờ em vẫn không hiểu tại sao. Chỉ một lý do duy nhất là mình không thân thôi. Tức là mình không có thân chứ mình không làm điều gì sai. Trước khi em trả lời câu hỏi đó thì em cũng muốn hỏi Quỳnh Anh một câu. Em có còn yêu anh không? Quỳnh Anh khi mà gặp Tim, khi mà quyết định yêu và quyết định sinh con là Quỳnh Anh năm bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là em 23 tuổi. Còn Tim là bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 26 tuổi. Nhưng mà tại sao Quỳnh Anh lại yêu Tim trong khi đó cái quá khứ của Tim, lúc đó tình trường của Tim đã quá dày ở trên mặt báo rồi? Em nghĩ là chắc do em đẹp. Em nói thiệt á. Đó là chỉ là do anh nghĩ thôi, chứ em thì không nghĩ như vậy. Thấy ai cũng đẹp hết á, tôi cũng đẹp nữa. Sao Quỳnh Anh, tại sao em lại yêu Tim? Thật sự từ cái ánh nhìn đầu tiên của em thì đây là một người rất là khó gần, lạnh lùng. Nhưng mà em đã từ từ thay đổi cái suy nghĩ ban đầu của mình. Vì anh này thì trông có vẻ lạnh lùng thôi nhưng mà thật sự là rất là biết quan tâm, chia sẻ. Và nó làm cho mình cảm thấy thú vị và nó thôi thúc mình phải tìm hiểu con người này nhiều hơn nữa. Vậy thì khi mà gia đình Quỳnh Anh phản đối thì cảm xúc của hai bạn thế nào? Lúc đầu em không có bất ngờ lắm. Trước đó thì em và ba mẹ Quỳnh Anh rất là bình thường, rất là vui vẻ với nhau. Nhưng mà tính em lại khi mà thấy một cái điều gì đó mình bị một cái lấn cứng ở trong lòng á, mình không có thoải mái được, thì em không thể nào mà giả bộ tiếp tục vui vẻ. Bây giờ suy nghĩ lại thì em thấy đó là mình không có khéo, vì mình là vai vế là con nhỏ hơn thì mình nên nói thẳng. Nhưng mà em lại không nói, em giấu được ở trong lòng, đó là em không nói chuyện nhiều. Đó là cái lý do. Còn Quỳnh Anh, thật sự ra ở cái độ tuổi đó thì em đã hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai rồi. Cái người khó xử nhất chính là mình, là cái người ở giữa. Nhưng mà mình nghĩ lại, từ hồi nhỏ đến lớn em là một đứa rất là ngoan. Chưa bao giờ ba mẹ em phải la mắng em bất cứ một điều gì hết. Cho nên là em nghĩ là lần này coi như là quyết định cho bản thân mình. Em sống theo cảm xúc rất là nhiều. Em không cần anh Tim phải thương em thật lòng, phải chăm sóc cho em mỗi ngày đến suốt cuộc đời. Em chỉ cần em được ở bên cạnh anh là đủ rồi. Sau khoảng thời gian mà Quỳnh Anh cảm thấy quá chán nản với sự vô tâm này, thì khi cô ấy dẫn con đi, đó là có thể nói là đó là một cái nhát dao, một cái gáo nước lạnh để cho em tỉnh ngộ lại. Thì em mới thấy được là mình quá ỷ y vào cái tình yêu của Quỳnh Anh dành cho em, và cái chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Và từ đó thì em mới ngộ ra được là mình phải làm gì để giữ cái gia đình này. Còn nếu như mình cảm thấy điều đó không quan trọng, không trân trọng, thì mình chỉ cần đứa con thôi. Vậy thì bé Sushi sẽ thuộc về ai và bé Sushi sẽ chọn ai giữa bố và mẹ? Đó là cái câu chuyện mà các bạn có suy nghĩ về cái mối quan hệ lâu dài của gia đình mình không? Có. Thật ra hiện tại bây giờ cả hai đứa đều cái tôi nó quá lớn. Chưa ai nhận ai sai hết. Em đã từng nghĩ hay là mình thử hy sinh một lần. Nhưng khi nói chuyện với nhau qua lại, tụi em nó bị khắc khẩu, nói chuyện hơi khó chịu là thôi bỏ, không vậy nữa. Lại tiếp tục như vậy cho nó an toàn. Tại sao vì một cái tôi mà em biết là em đang, cái tôi đang lớn, em là đàn ông, em là người cha, em là người chồng, em không nhường cho vợ? Trước khi em trả lời câu hỏi đó thì em cũng muốn hỏi Quỳnh Anh một câu. Em có còn yêu anh không? Tại vì em thấy chuyện tình của tụi em rất là ngộ. Từ là hai người tình nhân có con, rồi em cũng bỏ qua cái tôi của mình,
để mà em cầu hôn. Sau cầu hôn là cái điều em không hề mong muốn. Hai tụi em đều rất là trân trọng cái gia đình này và đều muốn nắm chặt tay nhau bảo vệ đứa con của mình. Nhưng nhiều khi em trách Quỳnh Anh nhiều cái, tại sao không có thể dũng cảm, mạnh mẽ một lần cùng với em để bảo vệ gia đình này. Câu trả lời của Quỳnh Anh là gì em? Em đang ở trong một cái thế rất là khó, bước tới cũng không được, lùi lại cũng không xong. Là bởi vì trong đầu em lúc nào nó cũng lấn cấn một chuyện, đó chính là cái thời tuổi trẻ của mình đã mặc kệ ba mẹ giận hờn mình như thế nào đi nữa, mình quyết định là đi theo anh Tim. Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ mà mình hối hận về cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự ra thì mình cũng đã dẫn con đi ra ngoài sống một lần để làm phiền lòng đến ba mẹ của mình. Có nghĩa là mình đã một lần bỏ cả gia đình ba mẹ để đi theo ảnh rồi. Và bây giờ thì cái mối quan hệ giữa ba mẹ em và anh Tim vẫn chưa có hàn gắn lại với nhau được. Nếu bây giờ tụi em lại tiếp tục đi đến một cái đám cưới nữa thì sẽ lại làm phiền lòng đến ba mẹ. Thực ra chị nghĩ cái này là vai trò quan trọng của Tim. Em là một người đàn ông, em đang muốn gìn giữ gia đình của mình, em muốn Quỳnh Anh mạnh mẽ, thì em phải cho Quỳnh Anh cái lý do đích thực để em phải phá vỡ cái bức tường ngăn cách của em với lại ba mẹ Quỳnh Anh trước. Luật được nghe chị Lan kể lại câu chuyện của hai bạn, thực sự ra Luật thấy là Quỳnh Anh đã dũng cảm lần đầu tiên rồi. Dũng cảm gạt bỏ luôn cả cái tôi của mình để đi đến với Tim. Bản thân Luật cũng vậy. Ngày xưa cái tôi Luật cũng lớn, khi mà Luật đến với Trang cũng vậy. Ngày xưa lúc mà Luật mới về 3 ngày là Luật gây với mẹ Trang luôn. Hai mẹ con không nói chuyện luôn. Ba của Trang chỉ nói Luật câu là tao biết mày là thằng bụi đời từ nhỏ, tao cũng là thằng bụi đời từ nhỏ, nhưng tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày thương vợ mày không? Thương. Mày thương vợ mày, tại sao mày không thương ba mẹ của nó? Đừng bao giờ làm cho vợ mày khó xử. Vậy thôi, thì Luật nghĩ là Tim nên nói chuyện với ba mẹ Quỳnh Anh. Thì như vậy là sẽ làm cho gia đình mình hạnh phúc. Đã rất là nhiều lần khi sau khi cái việc em cầu hôn Quỳnh Anh thì em đã rất là nhiều lần gọi điện thoại và thuyết phục ba mẹ Quỳnh Anh rất là nhiều lần. Và ba Quỳnh Anh vẫn giữ khư khư một quan điểm là không chấp nhận. Tới bây giờ em vẫn không hiểu tại sao. Chỉ một lý do duy nhất là mình không thân thôi. Tức là mình không có thân chứ mình không làm điều gì sai. Cho chị hỏi một câu nữa. Theo như hai em nghĩ thì ba mẹ của Quỳnh Anh đang muốn cái gì? Thật sự ra em cũng chưa biết ba mẹ em muốn gì nữa. Nếu như mà biết được ba mẹ muốn gì thì mình đã làm được cái điều đó rồi. Tại vì tất cả những gì có thể để mà hàn gắn cái mối quan hệ này á thì tụi em cũng đã cố gắng làm rồi. Thí dụ bây giờ đã có câu trả lời ba mẹ muốn Quỳnh Anh và Tim chia tay thì em sẽ làm như thế nào? Em nghĩ chắc chắn là em cũng sẽ không theo lời ba mẹ được. Bởi vì nếu như mà em nghĩ cho bản thân em thì em sẽ làm điều đó vì ba mẹ của em. Nhưng mà bây giờ em còn có Sushi nữa thì em phải nghĩ cho Sushi. Thì em phải nói được cái điều đó với ba mẹ của em. Chứ bây giờ em chờ em gì? Bỏ có em không bỏ. Chị Tường bỏ cái, em không bỏ câu... mà cưới em không cưới thì giờ em muốn gì? Quan trọng ở đây, vấn đề ở đây không phải là từ ba mẹ Quỳnh Anh, không phải từ Tim, mà từ Quỳnh Anh. Tại vì Quỳnh Anh đang chưa hiểu được lòng mình đang muốn gì. Đó vấn đề quan trọng chứ lòng vòng hoài. Câu chuyện ở đây đó là lý do tại sao mà em tới bây giờ em vẫn còn nghi ngờ tình yêu của Quỳnh Anh. Tại vì em cũng đã thuyết phục ba mẹ Quỳnh Anh, em đã thay đổi và em chỉ nói Quỳnh Anh đơn giản một điều, gia đình là trên hết. Và em sẵn sàng bỏ rất là nhiều công việc để mà lo gia đình. Cũng như là khi Quỳnh Anh bỏ đi thì em cũng sẵn sàng bỏ rất là nhiều thứ để mà thay đổi bản thân của mình, để mà hàn gắn điều này, vì biết ba mẹ Quỳnh Anh là mấu chốt, nhưng không phải là mấu chốt. Xuân Dân, bạn thấy thế nào? Đối với chú thì chú thấy vậy nè, Quỳnh Anh với Tim, tụi con yêu nhau dữ lắm, nhưng mà tụi con đang hờn dỗi nhau, tụi con nhõng nhẽo với nhau trong cuộc tình này, và tụi con lấy những cái cớ là gia đình để tụi con tự tạo một cái áp lực, và tụi con dễ dàng cho mọi người biết được cái bí mật của tình yêu của tụi con. Tốt nhất là nên hạn chế, và vấn đề gì mình quyết định được thì mình quyết định, và quyết định đó là quyết định cho cả một tương lai của mình. Mình không cần dư luận đánh giá hoặc là phán xét mình. Tụi con có thật sự yêu nhau hay không?
Và kết quả tình yêu đó đã chứng minh rồi, có một đứa bé rồi. Sống vì đứa bé, hãy làm tốt. Đó là tấm gương để con của tụi con nó trở thành một người tốt. Đừng có hờn dỗi nhau trong chuyện này nữa. Cái sự hờn dỗi đó, đôi lúc người ta cho đó là một cái sự dễ thương, và cũng không ít người người ta cho đó là một cái cách mà tụi con tự tạo dựng lên để tồn tại.